Cho con xin. Hãy xin 16 ngàn. Mày lựa xong rồi mày gom lại tính tiền một lần luôn. Ông Henry Ford nè Khang, vui sơ hơi nè Khang. Nè. Ông này thôi. Nè, thích cái chữ đó. Con nào ông mất rồi. Ừ, mất rồi. Ông chủ của hãng xe Ford đó. Ơi. Tự nhiên anh Nguyên với bạn của anh Nguyên đi chơi đã rồi quay xuống đây đi chơi chỗ khác. Ừ. Con đồ trong trường không? À. Lúc đó ông là gì? Lúc đó ông là gì? Lúc mà in sách đó là ông đang là cái gì? Chưa, lúc đó mới là tỷ phú của Mỹ thôi. Hiện nay mới là tổng thống. Chưa, ông chưa có nhậm chức nhưng mà ngày 20 này ông mới nhậm chức. Ồ, sách này sách mới in luôn hả? Dạ. À. Sách mới in. Hả? Có hồi năm mấy ông nhớ luôn. Ông diễn, ông đóng phim á. Ừ. Đóng phim mà ở nhà một mình. Anh gà coi rồi, nghe là cái phim mới hài. Diễn viên đó là tên gì? Trâm Trâm. À đúng rồi, ông có đóng một phần trong đó. Ông có đóng một đoạn ngắn thôi. Nhưng mà còn vai chính là cái cậu bé kia đó. À, như là Tom Cruise hả? Dạ. Phải không? Sao không biết thôi, coi chuyện ngang gà coi. Đúng rồi, bà chính là cái cậu bé nhỏ nhỏ đó, bây giờ lớn rồi. Cậu bé đó bây giờ mấy tuổi rồi, chắc giờ hai mấy rồi. Hai mấy tuổi. Là chắc cái phim nó lâu rồi. Ừ. Lúc đó ông Donald Trump là ông đóng vai là chỉ phớt qua thôi. Phớt qua nè. Hình như là cậu bé đó hỏi đường hay gì á. Hỏi đường hay là hỏi vấn đề gì đó. Đâu có ông Donald Trump vô nhà. Cậu bé đi vô nhà ông Donald Trump chơi hả? Chắc vô cái tòa nhà của ổng vậy.
this one. Miss you, Merry Christmas. Hả? Ờ. Xong chưa? Mẹ đâu rồi? Mẹ bài sách tiếng Anh kìa. Mua nữa không? Mình đó, mình sách tiếng Anh á, phía trước mặt con kìa. Vô đi. Vô đi. Thì con vô đi. Ơi. Nước.
À,